Sáng ngày 5 tháng 11, thảo luận tại Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và công tác tư pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ có hay không vụ giàn dựng bắt cóc con tin đã được tạo dựng từ trước của Công an Quận Bắc Từ Liêm. Group nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Bà Dung cho hay, từ tháng 8 đến nay đã nhận được nhiều đơn của bà Trần Thị Kim Phương, tố cáo công an quận Bắc Từ Liêm tạo dựng hiện trường giả, bắt cóc con tin, bắt người trái pháp luật, xảy ra vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 tại Lô h 1 khu đô thị mới Cổ Nhuế. Bà Dung cho biết, liên quan đến vụ việc đã có rất nhiều bài báo phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong trình tự, thủ tục cũng như áp dụng pháp luật. Đến ngày 29 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã có kết luận điều tra khẳng định rõ, chưa đủ căn cứ xác định bảo vệ của bà Trần Thị Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TDS, có hành vi giữ người trái pháp luật. Trước đó, tại buổi họp báo, Chính phủ Thường Kỳ diễn ra vào ngày 4 tháng 9, báo chí đã nêu câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Công an về việc tại sao Công an quận Bắc Từ Liêm đi giải cứu con tin mà không bắt được đối tượng giữ người trái phép mà lại khởi tố người về tội chống người thi hành công vụ. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khi đó cho biết, trong quá trình điều tra sẽ làm rõ các hành vi đã diễn ra đối với trường hợp ở Bắc Từ Liêm và sẽ thông tin để các cơ quan báo chí nắm được. Như đã phản ánh trước đó, sau khi Công an quận Bắc Từ Liêm công bố thông tin về vụ giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 2 tháng 8 tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TDS, đã đưa ra những hình ảnh, video trích xuất từ camera an ninh để chứng minh thông tin trình báo về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật chỉ là giản dựng. Bà Trần Kim Phương đã gửi đơn và bằng chứng là hình ảnh, video, file ghi âm tới Bộ Công an, Công an Hà Nội, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tố cáo các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, hình sự hóa mâu thuẫn dân sự giữa bà Phương và bà Lê Thị Bích Dung. Hiện bà Phương đang là nguyên đơn, còn bà Lê Thị Bích Dung đang là bị đơn trong vụ án dân sự do tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ lý.